Tại sao cá voi lưng gù thường tấn công cá voi sát thủ để bảo vệ các loài khác? Sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Nếu thường xuyên theo dõi, bạn sẽ không cảm thấy bất ngờ khi thấy cá voi lưng gù thường hay tấn công cá voi sát thủ để cứu các loài vật khác. Nhưng tại sao lại vậy? Liệu chúng có mối hận thù truyền kiếp nào đó? Nhóm nghiên cứu phát hiện trong 95% trường hợp can thiệp của cá voi lưng gù là để ngăn cản các cuộc tấn công đẫm máu của cá voi sát thủ. Chúng thậm chí sẽ đến từ cách xa hàng ngàn mét để cản trở việc săn mồi của cá voi sát thủ và bất kể con mồi của cá voi sát thủ là gì. Thực tế chỉ có 11% trường hợp cá voi sát thủ đuổi theo những con cá voi lưng gù non và 89% trường hợp còn lại. Cá voi sát thủ đuổi theo hải cẩu, sư tử biển, cá mặt trăng, cá voi xám con và các động vật khác. Dựa trên những con số đưa ra, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng lý do chính mà cá voi lưng gù hay chủ động tấn công cá voi sát thủ là bởi lòng vị tha. Chúng thực hiện màn giải cứu không tưởng cho các loài vật khác dù cho không cùng loài.